Mưa tên lửa còn, Baron thì mất flash. Mưa tên lửa giải ra được sọp, thêm một tình huống CC đến từ Rebel ở trên chiều cuối. Mưa tên lửa sọp sấy rất đau và đó là một cú double kill chẳng. Double kill có cho sọp rồi đấy. Và Nidalee không kéo thật được sọp trong pha này. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Văn Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái series bình luận rank Hàn nha anh em. Game đấu mà mình sẽ gửi đến các bạn ở ngay sau đây sẽ là một game đấu mà mình theo dõi ở trong buổi livestream ngày hôm qua. Làm cuộc đụng độ giữa sọp và Châu Vi ở tại rank Hàn, khi mà hiện tại cả hai đều đang có một cái thứ hạng xếp hạng rất là cao, cũng như là cái thời gian đánh cùng thời điểm thì cái việc mà sọp đụng độ cùng với Châu Vi nó sẽ diễn ra rất rất nhiều. Và bên cạnh đó thì những game đó cũng sẽ có những người chơi ở trong top thách đấu. Riêng game đấu đó được diễn ra trong cái bối cảnh là sọp thì đang có một cái chuỗi thua nó quá là dài. Đây cái chuỗi thua của sọp ngày hôm qua đây các bạn, game đấu thua liên tục, thậm chí nó lên tới khoảng chừng 8 trận thua liên tục của sọp ở trong buổi tối ngày hôm qua trước khi gặp cái trận đấu này. Còn Châu Vi ở bên phía bên kia thì có một cái bối cảnh là nếu như thắng game đấu trước sọp, Châu Vi sẽ có được top 1 thách đấu trước Umayushi, lấy lại được top 1 thách đấu của Umayushi thì đúng hơn. Thì để xem game đấu sẽ diễn ra như thế nào, anh em đang theo dõi mà thấy hay thì đừng quên để lại một like, cũng như nếu các bạn có ý kiến đóng góp cho các cái video của Văn Tùng thì đừng quên để nó ở phía dưới phần comment nha anh em nhé. Và đừng quên để lại thêm một subscribe nếu các bạn chưa subscribe kênh YouTube cho Văn Tùng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với game đấu của Sọp và Châu Vi. Sọp đứng được cấp độ 1 và Ngọc này anh em này. Ngọc Rumble của Sọp đang mang là Ngọc cực kỳ giống với Ngọc của Way ở tại kỳ MSI vừa rồi. Với cái Ngọc này thì Sọp sẽ có thêm một chút các cái chỉ số liên quan đến sức mạnh phép thuật cộng thêm ở cấp độ 1, và nó sẽ tối ưu hóa cái tốc độ đi rừng của con Rumble. Đây là Ngọc giúp bạn đi rừng nhanh hơn một chút nha các bạn. Tại là cộng thêm 3 sức mạnh phép thuật cho Sọp ở cấp độ 1. Áo trọc mây thì dễ hiểu rồi ha. Nó không, con không xài mana đi rừng cầm áo trong mây. Bạn có thể thay cái điểm này bằng thủy thượng phiêu. Cấp độ 1, bạn có 8 điểm hồi chiêu để nâng W và nó sẽ quá nhiệt cho các bạn. Sọp tích nộ hơi bị thiếu thì phải á, do miss tích nộ hay sao á. Sao đó trừng phạt là được anh em ạ. Trừng phạt lên 2 sấy còn bùa sấy con vẫn ăn luôn à. Trừng phạt lên level 2 là sấy đủ nỏ đỏ đong con này rồi này. Đó. Một pha tốc biến cực kỳ nhạy cảm đến từ Châu Vi ạ. Bot gap rồi anh em ơi, một tiếng thiên đình kiếm trượt ạ. Một pha nắm đấm công lý quá ảo đến từ Baby Chuji. Mặc dù bắn quy trượt nhưng ba đánh tay thì không trượt được, và Viper lên bảo điểm số rất nhanh sau một tình huống xử lý lỗi kỹ năng cá nhân khu đường dưới. Sau lên 4 rồi, sau còn trừng phạt, Nearly thì không. Nearly không có trừng phạt nha bạn. Một cú đúp chuẩn xác, Sọp sấy đỏ nòng và sấy sát thương rất nhiều và người cả Châu Vi nữa. Châu Vi yếu máu không có flash và lên bảo điểm số chiến công dành cho Sọp. Một tiếng cố gắng 2v2 để cho chấp cua dưới diễn ra, ngay lập tức Châu Vi lên bảo điểm số. Và cái lượng sát thương đến Rumble ở cấp độ 4 pha vừa rồi nó là cực kỳ ảo nha các bạn. Trừng phạt ăn con cua đường dưới rất nhanh, và đó là cú trừng phạt để trừ giáp cua, thậm chí ghé nhẹ khu đường giữa với ý định tấn công Nidalee 2 bùa. Một pha né nhẹ cái cháp đến từ Sọp. Tình huống vòng ra với tú tốc biến làm choáng được tốc biến né rồi, Nidalee phản xạ rất nhanh nhưng sau đó vẫn bị sấy chết thôi các bạn ơi. Viego thậm chí tanh trụ cho Sọp đi ra mà không hề mất flash. 2-1 rồi. Pha di chuyển xuống đến từ Châu Vi. Một cú đúp độ đưa ra nhưng tầm hoạt động có vẻ là hơi yếu đến từ các thành viên team 2, và như vậy là sẽ không ganh được. Châu Vi tận dụng một quay đẩy khu đứng giữa để ramming. Thực ra đây cũng không phải là quay đẩy của Châu Vi nữa. Châu Vi sẽ bị khép góc đường về bởi Viego, và thôi tôi nghĩ tầm này ca sấu này sẽ bị lột ra ở đây. Lacote rồi. Không còn e đến từ Châu Vi, đó là cú dịch chuyển đến từ Burdon. Sọp đang ở khá gần khu đứng giữa với cấp độ 5 và có dịch chuyển đến từ Seth ở cấp độ 5 luôn đến từ vị trí của Lindarang. Quá yếu máu và Sọp tốc biến qua như thế nào đây. Sọp quay lại đấm vào vị trí của Burdon. Burdon có mạng, sau đó thì cắt không còn gì để chạy nữa cả. Sau khi tốc biến thì Burdon cũng xác định là ở lại luôn và cứu thành công Châu Vi, vì là pha đấy nếu mà Sọp tốc biến qua bạn ấy mùa xanh là chết chắc Châu Vi rồi. Crowd Rebel xem phim hơi xa ông ơi, bị CC tới chết bởi vị trí của Galio cũng như là Henry của Bang. Bang lựa góc bắn rất tốt, và đây sẽ là tình huống như thế nào đây. Không, người chết là Baby Chuji chứ không phải là vị trí của Rebel. Nearly đánh hạt thông đổ xuống, cố gắng cover cho Bang trong việc rút lui, nhưng Bang hết spell rồi. Bang nằm xuống đắp bù kill cho Sọp. Một pha cứu Châu Vi đến từ các thành viên team 2, và cái hậu quả để lại đó là rất nhiều mana cùng cho team Sọp, trong đó có đắp bù kill cho một con Rumble như thế này. Chờ nhá ông á, chờ. Sọp vừa ăn thành công con rồng và lên được cấp độ 6, nhưng mà liệu rằng Sọp có nhận ra vấn đề là cánh dưới đã bị ganh không đây. Đó là một tiếng cắn. Ui. Chết cả hai các bạn ơi. Viper và bên Rebel sẽ chết. Nearly ăn hai mạng luôn. Cánh trên có một tiếng bắt bớ tốt đến từ team Sọp, và người lên bảng điểm số vừa rồi đó chính là Châu Vi. Một con cá sấu cấp độ 5 đúng là Lacote rồi.
tốc biến khiêu khích và Leona đứng lại để kích dư chấn, nhưng mà chắc là dư chấn xong thì cũng khó về rồi. Sát thương rất nhiều đến từ Nidalee. Với một tình huống đánh tay cuối cùng thì Bang đã có mạng. Tên lửa đạn đạo cố gắng outplay, sát thương từ trụ là chưa đủ. Một tiếng bắn quy đến từ Bang, nó chuẩn xác. Mưa tên lửa giải ra áp chế trên mưa tên lửa, đấm đứt sát thương là rất nhiều đến từ bộ đôi team Sọp. Mạng dành cho set của Linara trong một tiếng huống ngược trở lại đến từ Sọp của cánh trên. Nhưng cánh dưới thì toang rồi, cánh dưới chính thức toang rồi anh em. Nidalee nước anh thêm hai xác đấy là toang lắm rồi. Một cú đúp nộ nhưng chiều cuối rất nhanh tay đến từ vị trí của Chunjia. Nếu không đúp nếu không rờ nhanh tay pha đấy là chết chắc đấy các bạn ạ. Phản xạ rất tốt đến từ Chunjia luôn, hai pha rồi. Ít nhất là có Erin nó win lane nhưng mà nó chưa áp lực lắm. Tôi vừa nói xong thì nó bị áp lực rồi này. Ôi cú TP ẩu ạ. Cú TP ẩu đến từ Lindarang nó đã bị ngắt bởi một cú lôi phạt đến từ Jay. Và nó là một tiếng rất may cho các thành viên team 1 là con Renaton nó đã bỏ ý định tấn công khi thấy cú TP phía sau rồi. Một con mắt cắm ra rất trí để có thể thực hiện những pha TP như vừa rồi đến từ các thành viên team 2. Jay đằng trên đã bị tấn công, bị làm choáng. Sọp thả sứ giả đứng giữa để ăn trụ khi thấy cái trụ này đang yếu máu. Chovy mất nửa cây máu sau một tiếng gãi nhẹ đến từ Sọp. Một tiếng đúp đến từ Chovy bị sấy quá rát. Mưa tên lửa giải ra trên cái đường đánh hạt thông nổ. Chovy đánh hạt thông nổ về giữa cái mưa tên lửa của Sọp lên bảng điểm số. Thậm chí Nidalee cũng có thể gặp nguy hiểm. Sát thương rất nhiều đến từ Sọp mặc dù chưa về nhà mua đồ. Tốc biến đổi tốc biến đến từ Sọp và răng gồ đối phương. Né nhẹ gọn lao thêm một cái lao móc điện chuẩn xác làm chậm Nidalee lại. Nidalee còn đúp nên Sọp quyết định bỏ để có thể hướng đến một cái trụ đứng giữa. Cú TP sau dây TP ở đây rồi, dây TP rất vội xuống khu vực gần với trụ một mình nhất chứ không TP ra phía sau bằng con mắt phía bên kia. Một pha tốc biến outplay cái chỉ thiên đến từ Viper nhưng rất tiếc nó lại là không đủ để kéo theo vị trí của Bang trong pha này. Chúng ta sẽ xem lại pha replay mà bộ đồ đứng dưới của bộ đồ đứng dưới team Sọc cũng đã có chiến công trong một tình huống Sọc ra ganh khu đứng giữa nhắm vào Chovy và Chovy không có thần cá sấu nhưng đánh ẩu và lên bàn đếm số và không flash kịp. Đây là pha mà đứng dưới mặc dù thắng len thật đấy nhưng mà Bang vừa có tiếng nghe ẩu bị dính Thái Dương Hạ San và Galio là người có lẽ không có gì để chạy cả. Một tú tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp cộng với một đòn đánh tay cuối cùng Viper có mạng. Nhưng sau đó là một tình huống mà Jay lùi về để TP. Lindarang đã rất bất cẩn trong pha bị đẩy và không kiểm soát được cái TP đến từ Jay. Nếu không kiểm soát được cái cú TP này thì chết thôi. Giật ông giật what the fuck. Nó TP báng dưới, nó TP vào đây cũng chết, nó TP ở đây cũng chết anh em ạ. Quyết định pha này đến từ Leona và Zing của Viper là đổi mạng với Bang nhưng mà rất tiếc. Giật nữa đi ông, giật nữa đi. Ông TP ẩu xong ông bị ngắt TP xong giờ thằng tốc nó TP xong ông lại đứng như ông nhìn ông giật. Chú hề. À, đừng nói ông chết đấy nhá. Ôi ông chết ở trên top luôn đấy thì thôi đấy. Con dây này nó còn flat và nó cũng rất xanh. Chiêu cuối được tốc biến né trả lại một quả cầu sấm solo kill cho Burdon. Một pha highlight đến từ Burdon trong tiếng solo 1v1. Mặc dù cú tốc biến vừa rồi nó không dùng để thoát khỏi một cú chiêu cuối đến từ Viego được. Nhưng nhìn chung đó vẫn là một tiếng xử lý tốt ở cấp độ 10 đến cấp độ 11. Giáp đến từ Nguyệt Đào là khá nhiều và đánh tay hit and run, cầu sấm đánh tay liên tục với một tiếng solo kill. Thì đó là một pha có thể ăn luôn trụ một khu đứng dưới của team Sọp. Có một vài những cái vết xước nhẹ đến từ team Sọp trong cái game này, nó xước hơi nhiều tí. Mất trụ bot luôn. Sọp vẫn chưa về nhà mua đồ, cầm 2.300 tiền rồi. Farm xong cái top defense xong cái trụ của Chovy đang đẩy thì về mua đồ sẽ có rất nhiều đồ đấy. Một cái lưỡi hai bóng đêm cộng với hai mảnh của đồng hồ Cazonia. Game căng chưa thấy tranh tiền anh em ạ. Mỗi bên ăn được một trụ và tranh nhau cũng chỉ một mạng hạ gục mà thôi. Rồng cũng ngang nhau luôn. Rất may là game này hãm được Chovy lại, không để nó quá là quái vật. Mặc dù Viper cũng thua được đường dưới nhưng mà vẫn có mấy pha farm ổn với cả ăn trụ các kiểu cũng không đến mức gọi là quá thọt. Viper có đam đấy nha anh em nhá, nhưng mà có Henry bên kia cũng khỏe thật. So với ăn một lao cộng với cung ánh sáng nữa thì phải mất máu tương đối nhiều. Rất may là giữ được bùa đỏ. Ông lại giật nữa đi, ông lại giật nữa đi ông. Cứu sao vậy? Bên kia biết phần sân này nó có tương đối nhiều thành viên team Sọp nên là quyết định bỏ là hợp lý đấy. Phải đâm sâu vào rút ra không kịp đâu anh em ạ. Bang bị giật bắn trúng rồi. Viego vòng ra với một tiếng chiêu cuối qua tường để áp sát. Một pha tốc biến khiêu khích nhưng Bang không vào đam được. Thanh tẩy đã được dùng. Galio support lấy đâu ra đam. Tên lửa đạn đạo đến từ Viper nhắm vào Bang ạ. Viper có mạng mà thậm chí nó có thể là double kill siêu dáng thấy được dùng để rút lui nhưng mà rút lui về ngay mồm Sọp.
hợp lý bạn ơi. Mưa tên lửa còn Baron thì mất flash. Mưa tên lửa giải ra được sọp, thêm một tình huống CC đến từ Rebel ở trên chiều cuối. Mưa tên lửa sọp sấy rất đau và đó là một cú double kill chăng. Double kill có cho sọp rồi đấy. Và Nidalee không kéo thật được sọp trong pha này. Một cú áp chế lấy mạng đến từ Lindara. Bốn mạng hạ gục và Chovy bất lực nhìn đồng đội lên bảng điểm số vì không có TP. Bốn mạng gục trên toàn bản đồ và sọp đang có một con Rumble 703 rồi. Godlike rồi các bạn. Viper tiện đường công tác ăn luôn trụ 1, trụ 2 khu đứng giữa. Đây, bước ngoặt phản đấu đây rồi, turning point đây rồi. Nếu mà được trụ bot nữa là ăn rồng rất là thoải mái luôn đó. Hai trụ mid cộng với một trụ bot, mấy con rồng sau là free. Ăn rồng trước lên ăn sứ giả sau. Nidalee đang trên bảng điểm số nên là chắc là vẫn kịp để có thể can thiệp vào sứ giả nếu như mà Viego đẩy được lính đẹp. Viper có muốn về nhà mua đồ hay không đây? Viper đang ôm 2.000 mấy tiền rồi này. Viper muốn về nhà mua đồ có thể sẽ mất sứ giả bởi vì cái way mid này sẽ bị con Ezreal đẩy ngược lại. Way mid này mà Viper về nên là không đẩy nổi. Đứng lại thì hơi nhiều tiền quá, ba vũ rồi anh em ơi. Nếu mà Viper nếu mà Ezreal đẩy tốt thì có thể ra đánh sứ giả trước, nhưng mà chỉ cần con Leona này nó hầu lại một chút là sọt vẫn ra kịp nhá. Như vậy là team 2 ra không kịp sứ giả rồi. Ít nhất là Leona vẫn duy trì được một con mắt này rất là giá trị này. Con mắt này là con mắt có giá trị rất là tốt cho team sọt để phát hiện ra đối phương chưa ăn sứ giả. Và sẽ có đủ cái tầm nhìn để đi di chuyển ra. Một cú đấp độ đến từ Chovy hay như thế nào đây? Chiều cuối chạy đến từ vị trí của Chunchia. Tốc biến còn. Một cú đấp độ chuẩn bị được đưa ra rồi. Tốc biến đã được dùng để né đấp độ. Pha cắt lên đấp độ vào lao đã dùng trước đó đến từ Nidalee. Nó trượt mũi lao thứ hai rồi. Và đó là một tiếng sát thương vẫn sẽ là đủ mà thôi. Nó là mạng dành cho vị trí của Nidalee, nhưng sau đó đi xa hầu. Sọp lên vẽ một cú mưa tên lửa khiến cho Chovy cộng với Nidalee đang có vẻ như hơi khó về. Một pha bánh bách về fail. Chovy cũng sẽ đi mà thôi. Dính thiên đỉnh kiếm, dính tên lửa đã sẽ khủng khiếp. Cố gắng hồi máu đi ngang qua hai trụ đối phương đứng dưới. Tôi thấy có một pha solo. Nhưng trước đó là một tình huống mà dây của Burdon không quyết định đứng lại solo Onin mà chỉ là rút lui mà thôi. Một mạng của Viego phải trả lại cả hai người. Trong lúc đó thì con sứ giả vẫn được bỏ ngỏ. Tất nhiên lúc này sọp gian sứ giả nó free rồi. Bộ đôi này landing có vẻ là không được ổn lắm do bị thua PK dọn đầu trận. Nhưng mà đến giữa game thì đánh rất là hay. Viper comeback cực mạnh rồi. Mà Leona CC cũng tốt nữa. Sứ giả nào anh em, rồng cánh dưới không có rồi. Con set này có TP cho nó để lẻ, nó TP lên đánh sứ giả được này. Sẵn sàng là một tiếng 5 người tại sứ giả lúc này. Một pha cung ánh sáng để ăn một vài chỉ số lính của cánh trên đến từ Viper. À nhầm, đến từ 3 nhưng nó không hiệu quả lắm. Nếu dùng sứ giả để ăn thêm trụ top nữa là đẹp. Chovy game này thì fit banh xác rồi. 0-4 rồi. Mất sứ giả nên quyết định đưa ra đến từ Nidalee là cướp rừng của sọc khu cánh dưới cũng như là áp lực vào vị trí của Lindarang đứng trên. Không có chiều cuối. Chovy hồi chiều cuối rất trễ trong pha vừa rồi, nó chỉ trễ tầm 1 giây mà thôi. Tốc biến được dùng đến từ vị trí của Nidalee để thoát khỏi lượng hiệu không chế đến từ Leona và đó là cú TP bọc đầu. Baron quyết định kéo theo Lindarang nhưng cú chỉ thiên vừa rồi đã bị ngắt đi bởi một tình huống hủy diệt đấu trường. Tên lửa đạn đạo không trượt đến từ vị trí của Viper. Viper liên tục có những tình huống sniper rất hay và sọp đứng cover. Nó là một tiếng dịch chuyển khoa học đến từ bang, nó là tương đối ẩu. Mất gần nửa cây máu, mất cả hồi máu bên phía bên kia. Sọp sấy rất đau vào Nidalee và Nidalee chắc là đi rồi. Sọp còn flash theo. Sọp sấy bên phía bên kia, bờ tường sấy sang, không có tầm nhìn nhưng sấy rất ảo. Tôi để tôi replay, pha đấy tôi phải replay. Vừa bang đang người gặp nguy hiểm, tốc biến theo đến từ sọp. Tốc biến theo sấy rất rát và nó sẽ là mạng double kill cho sọp. Pha đấy tôi tưởng sọp phải tốc biến qua giết con Nidalee chứ nhở. À có cái hoa sai sái anh em ạ. Nó có cái hoa soi sáng trước đấy đã được đánh rồi. Có tầm nhìn từ hoa soi sáng. Có tầm nhìn nên là pha đấy sấy bình tĩnh thôi. Xếp cái tốc biến lại mới giết được ba pha này đấy anh em ạ. À, xin lỗi Chovy nhá, tối nay chưa có top 1 rồi. Mười không ba. Như vậy là giữa một người chuỗi 8 cộng với một người hạng top 1 thì có vẻ cái chuỗi 8 nó vẫn lực hơn thì phải. Mưa tên lửa được dùng. Nó là Baron thuộc về cho Viper, một quả cầu sấm không kết được. Chovy và cả Baron đang di chuyển ra, hai đường đơn của team 2 đang di chuyển ra và sọc có đồng hồ để bết. Người gặp nguy hiểm đó chính là Baron trong một tiếng 1v3. Cái kết rất đắng khi chỉ đổi được cái đồng hồ của sọc và mất mạng. Phần đấy sọc có trừng phạt không ta?
Nhìn pha đấy con dây nó bắn cầu sấm nhìn nghe hơi ghê một tí nhưng mà thật là có Baron là ngon rồi. Bây giờ về mỗi thằng cầm 1.000 mấy 2.000 tiền đấy anh em này. Có set về nhà tiêu tiền trước. Sọp cầm 2.500. Sách trường mềm dài là cái chắc các bạn ạ. Tập này không lên sách trường mềm dài lấy gì giờ. Hay là gom đủ tiền để lên một đồ lớn nhở. Giữa việc có một cái đồ huyền thoại tiếp theo 2.600 tiền à. Hư vô không? Vừa đủ cái Molero anh em ạ. Một cái đồ lớn nó vẫn hơn là 10 số sách trường mềm dài. Để 10 số phong ấn được rồi. Cái pha xa nhất của cái game này đó là pha mà cái pha xa nhất của game này là cái pha mà 2-2 đứng giữa để cố gắng tranh chấp cua dưới á. Pha đấy Chovy không có flat mà đánh ẩu nữa. Căn bản là con Rumble cấp độ 4 đam nó rác quá. Thề đấy, cấp độ 4 pha đấy Chovy chết kiểu không hiểu tại sao chết à. Ui, Viper bắn kìa. Rất may đó là tiếng tên lửa đạn đạo đã mất trước đấy nên nó không dồn sát thương thêm. Giờ cầm Baron với sứ giả đầy một lúc thì sao đỡ nổi. Baron với sứ giả đầy một lúc là có thể tốc biến lên gom ba người mưa tên lửa vẽ ra đến từ Sọp và ngay lập tức có hai mạng double kill, thậm chí nó là ba mạng hạ gục cho team Sọp. Một tiếng tốc biến Mechplay rất đẹp mắt đến từ Linarang và Chovy đã bị bắn và chỉ có thể bật thần cá sấu để cố gắng chết mà thôi. Viper bắn. Baron bắn thẳng vào bị CC không tỉnh nổi, kéo theo được hỗ trợ đối phương trước khi lấy bàn đếm số, quét sạch cho team Sọp và đây sẽ là kết thúc ván đấu rồi các bạn ơi. GG. Phá chuỗi rồi. Nó chỉ có Chovy mới giúp Sọp được cái chuỗi này thôi. Chuỗi nó hơi dài.